Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với series Song The One Piece của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series song đấu này đây. Và mình sẽ chọn một cái kèo khá là hay giữa các bạn comment thì rất là ít like nhưng mà mình vẫn sẽ chọn random thôi. Đó sẽ là một kèo Ace Luffy đánh với Nami Zoro Chopper. Ok. Ok, một kèo khá là dị nhưng mà mình vẫn muốn các anh em comment những cái kèo và được nhiều like nhất thì mình sẽ làm nha. Ok, quẩy lên. Let's go. Mặt trời à? Oh God. Kung Fu Boy à? Kung Fu Boy đây này em ơi. Em còn non lắm, đánh nhau được anh. Úi dồi, Chopper à? Chết rồi. Cover lên khổng lồ rồi. Rồi, hãng đọc Luffy. Ôi trời ơi. Chopper này. Xong. Luffy Ace vẽ Chopper. Nami. Ok, mình sẽ đánh lại kèo kia nha. いいよ、いいよ。
Utanumi. Y lo da lo. Ya. Đúng rồi, hỏa trụ rất tuyệt vời. Nghe vậy. Đi đâu? Ây, rất là ghê nhá, ây, rất là ghê. Otarumi này. Còn Zoro thôi. Otarumi. Đi đâu? Hòa quyền. Rồi. Zoro đi ulti rồi. Đấm ngay trước khi Zoro đẩy chính. Đó cũng lên ulti cậu ơi. Đấy, Enkai. Enten. Ace cân 3 anh em ơi. Ace cân 3. Thắng rồi. Ngon rồi. Ok, mình sẽ quay lại đánh trở lại kèo Zoro. Quá đơn giản luôn thế anh em mình. Xin rất thích đánh Nami. Cực kỳ đánh, thích đánh luôn Nami luôn. Hot Town nhá. Let's go. Rồi luôn. Oh shit. Đi không đánh ngô như thế. Đấy là Luffy có biết chứ. Nhưng mà cậu ăn cám rồi, xem xe Shikai. Trời chết rồi. Đúng rồi. Tao đây các bạn. Rồi, Sensei Shikai. Giết Ace. Mẹ khỏe thế. Luffy đấm chết Nami luôn. Còn
Ôi dồi ôi. Chết luôn. Khiếp thật. Giật ghê. Đó, anh em thấy không? Đánh máy đâu có dễ đâu. Lại nào. Không trốn á. Đấy họ kìa chứ. Chết luôn rồi. Đập Luffy. Bập. Luffy này nghiêm túc chưa? Người có thể đánh được Luffy không cần Haki, đó chính là Nami. Oh shit. Nami đợi ở đó đi. Đúng rồi. Sao cậu đánh Nami hả Luffy? Sao thế? Ây, sao một đứa rất là khó động luôn. Đi đâu? Đi đâu chim sâu? Đi kèm nhầm đứa đâu ơi. Chết, coi như chết Nami nhá. Ôi, khỏe thật đấy. Chết đây rồi. To đầu. Chơi Luffy luôn. Ơ chưa chết à? Chết chưa? Yeah. Cuối cùng chúng ta thắng rồi. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.